Đào đâu? Em đây. Chẳng thơm đâu. Ừ, gặm cái gì đấy? Ừ, gặm cái gì đấy? Thơm tho như thế này mà. Mày thấy không? Mày thấy không? Bởi vì con cù là nó. Ngồi im đấy. Nằm im. Không cho cái chân đây lên. Đây là cách làm cho đào ngoan. Nằm im tại trận. Hôm nay vừa tắm xong với nhau ấy. Hả? Vâng ạ. À, thơm choáng. Thơm choáng. Ở đây chứ ở đây là cách làm đào ngoan đúng không ạ? Ừ. Gối đầu, gối đầu, gối đầu. Gối đầu, gối đầu. Gối đầu, gối đầu. Gối đầu, gối đầu. Nào, la liếm chân tôi à? Ừ. Liếm cho tôi đánh hơi à? Ừ. Vâng. Kẹp sổ. Quay thẳng mặt. Cô đã thôi không cắt đấy, gãy chân giờ. Lại. Bố biết nó làm gì không? Làm cái. Ừ. Nhỏ về ghẻ rồi, làm sao có ghẻ nữa. Đây đây, cách làm được. Nào, mới im đấy. Giơ tay lên. Biết bị bắt chưa? Bố ghẻ xuống này, bộ quay đi. Nghệ thuật làm sao cho con chó nó làm gì đúng không? Mọi người, đây là một cái bím của Đào. Không chơi phải đấy nhỉ, Đào xô hổ nhỉ. Làm im. Nghệ thuật để cho chó làm yên nè. Gãi. Không phải gãi, đúng cái chỗ bụng của nó thì nó mới làm yên bộ. Phải gãi. Lấy cái que cũng được, là nó làm im ngay. Không, ừ. Đúng không? Làm im chứ ai, đúng không? À, sofa này nó phù được sướng rồi. Búng tai. Búng tai em có làm im không? Không, làm im. Phải làm im chứ nhỉ? Bắn nào. Rồi, bye bye. Xin chào cả nhà. Đã thối chào chưa? Đã chào cả nhà chưa? Hello, bye bye.